Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SEO 1027. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục với các cái câu lệnh rẽ nhánh, và câu lệnh trong phần này chúng ta sẽ thảo luận đó là câu lệnh switch. Thì như các bạn biết là if else cho phép chúng ta viết một cái dạng câu lệnh rẽ nhánh nhiều nhánh, đúng không nào? Thì bây giờ đối với câu lệnh switch cũng sẽ cho các bạn làm cái điều tương tự. Tuy nhiên có một số cái lưu ý đặc biệt mà tôi sẽ lưu ý các bạn trong cái phần này. Thì thông thường khi các bạn viết một cái câu lệnh switch á, thì cú pháp của câu lệnh switch nó sẽ trông như thế này. Bắt đầu với từ khóa switch, một cái biểu thức. Lưu ý các bạn ở đây là cái biểu thức này không phải là biểu thức điều kiện giống như trong câu lệnh if, mà nó là một cái biểu thức thôi. Như vậy nó trả về một cái giá trị nào đó. Vì tùy thuộc vào cái giá trị đó rơi vào cái trường hợp nào ở trong những cái case này mà các bạn sẽ thấy là những cái phát biểu được thực hiện. Và lưu ý với các bạn á, là ở đây chúng ta có một loạt các phát biểu chứ không nhất thiết là chỉ có một phát biểu. Có nghĩa là các bạn có thể có nhiều câu lệnh trong phần này. Và các bạn cũng lưu ý luôn cái câu lệnh break này á, nó không phải là một phần bắt buộc của cái phát biểu switch này. Nó chỉ là một cái option thôi. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn từ từ trong cái phần chi tiết hơn. Và khi các bạn nhìn vào cái flowchart của câu lệnh switch á, thì nó trông như thế này nhá. Đầu tiên á, là cái biểu thức của các bạn sẽ được đánh giá. Và nếu như các bạn rơi vào cái ở chỗ này, đúng ra là các bạn sẽ thấy cái expression sẽ được đánh giá. Và tùy thuộc vào cái giá trị của expression đó, nó rơi vào cái case nào. Nếu như rơi vào case 1 thì cái luồng thực thi của bạn sẽ đi xuống đây, và cái statement trong cái case 1 này sẽ được thực hiện. Nếu như mà cái giá trị mà bạn đánh giá trên này nó không rơi vào case 1 mà nó rơi vào cái case số 2 á, thì đương nhiên là cái statement ở cái biểu thức số, ở cái phần này sẽ được thực hiện. Và nếu như cũng không rơi vào case 2 thì nó sẽ check cái case số 3, coi là cái expression của các bạn có rơi vào cái case số 3 hay không. Vậy thì nếu như rơi vào case số 3 thì các bạn sẽ thực thi những cái phát biểu trong cái statement này. Và nếu như không rơi vào cái case số 3 thì nó sẽ rơi vào cái case mà chúng ta gọi là cái case mặc định default. Thì những câu lệnh trong cái phần default này các bạn sẽ được thực hiện. Rồi, có một cái điều lưu ý nữa mà các bạn nhìn thấy trong cái lưu đồ của cái câu lệnh switch này là gì? Là cái đường này. Các bạn thấy không? Thì có nghĩa là gì? Nếu như mà bạn thực hiện những cái câu lệnh trong cái statement 1 xong rồi, thì câu lệnh này không có nghĩa là cái phát biểu của bạn đã hoàn thành và bạn sẽ đi ra khỏi phát biểu, mà nó sẽ tiếp tục thực hiện những cái câu lệnh nằm phía sau đó. Cũng giống như nếu như tôi rơi vào cái case số 2 đây, thì tôi sẽ thực thi tất cả những cái câu lệnh trong cái phát biểu số 2 này, rồi tôi thực thi tiếp những câu lệnh trong phát biểu số 3 này, và tôi thực thi tiếp những cái câu lệnh trong cái phát biểu này. Như vậy là nó có một cái điểm đặc biệt, nó không phải như cái câu lệnh if else mà các bạn viết lúc trước. Câu lệnh if else lúc trước là các bạn viết là rơi vào case nào thì làm case đó thôi, đúng chưa nào? Thì chú ý cái trường hợp đó. Như vậy thì các bạn nhìn trong cái ví dụ này, các bạn sẽ thấy như vậy. Nếu như tôi làm một cái động tác là đọc vào một cái toán tử từ người dùng, và tôi đọc vào hai cái toán hạng. Vậy tùy thuộc vào cái toán tử người dùng nhập là cộng, trừ, nhân, chia, thì tôi sẽ tính toán tương ứng. Tuy nhiên nếu như mà người dùng nhập vào một cái input nào đó mà không phải trong bốn cái này thì tôi sẽ xuất ra một cái dòng báo lỗi. Nhưng mà điều quan trọng là các bạn thấy ở đây, nếu như không có cái câu lệnh break ở đây thì chuyện gì xảy ra? Giả sử như tôi nhập vào, trong cái trường hợp này tôi nhập vào dấu trừ chẳng hạn, nếu như cái input chỗ này tôi nhập vào là dấu trừ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta rơi vào cái case này. Và như vậy thì chương trình của bạn sẽ xuất ra cái gì? Nó sẽ xuất ra cái lệnh là trừ hai số, và tiếp theo nó sẽ trừ cái này, và tiếp theo nó sẽ trừ cái này, và nó in ra một cái câu báo lỗi là
cái toán tử bạn nhập vào không đúng. Như vậy để ngăn cái chuyện này thì chúng ta có một cái colon break. Colon break ý là gì? Colon break này ý là khi mà tôi thực thi các cái dòng lệnh kia. Đây, thí dụ như các bạn rơi vào cái lệnh if này, thì khi tôi thực hiện xong cái việc trừ hai số và tôi in ra ngoài, thì tôi break có nghĩa là trình biên dịch lúc này sẽ dịch cái lệnh của bạn để cho cái dòng thực thi của bạn nó nhảy ra khỏi câu lệnh switch luôn. Như vậy break là một cái lệnh đặc biệt giúp cho các bạn thoát ra khỏi các cái cấu trúc điều khiển nói chung nha. Đây là một cái đặc điểm quan trọng mà tôi muốn các bạn lưu ý. Break là một lệnh đặc biệt giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái cấu trúc điều khiển. Thì phần này có giải thích chi tiết hơn cho các bạn ha, là một cái phát biểu switch mà bình thường á nó sẽ trông như thế này: tính toán biểu thức, xét trường hợp và thực thi các phát biểu, và không có break nha. Break đó là cái trường hợp ngoại lệ mà các bạn muốn xử lý. Rồi, như vậy thì khi các bạn làm việc với câu lệnh switch á, các bạn sẽ thấy một cái tình huống là rất là thường xuyên chúng ta cần phải so cái giá trị với những cái case tương ứng. Mà đôi khi á, những cái giá trị đó mà bạn so sánh mà bạn để y nguyên cái con số thì nó không có tiện lợi cho lắm trong việc quản lý cũng như là debug code. Do đó thông thường á, khi các bạn viết cái câu lệnh switch, mà đặc biệt nếu như các bạn làm việc trên cái kiểu dữ liệu đầu vào là kiểu integer, thì các bạn sẽ mong muốn đặt tên cho những cái giá trị, và dẫn đến là chúng ta sẽ thấy là thường chúng ta sẽ có những cái kiểu dữ liệu mà nó tên là kiểu enumerate. Thì cái kiểu dữ liệu này nó có gì đặc biệt? Nó là một con số thôi, nhưng mà cái con số này là con số được gán cho một cái tên. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái việc lập trình nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì cái kiểu dữ liệu này gọi là kiểu enum. Enum sẽ bắt đầu bằng từ khóa enum và sau đó là tên của kiểu. Và theo sau tên của kiểu thì các bạn có một danh mục các cái giá trị, những cái tên mà có thể gán cho cái kiểu dữ liệu này. Đúng không nào? Như vậy về cơ bản nó là một con số thôi nha, nhưng mà cái con số đó lúc này chúng ta gán cho nó một cái tên. Các bạn chú ý chuyện đó. Cái kiểu cái tên của cái kiểu enum này thì không bắt buộc. Các bạn có thể khai báo enum, các bạn có thể khai báo một danh sách các giá trị, và các bạn có thể khai báo biến mà các bạn không nhất thiết phải đặt tên ha. Cái dấu đóng ngoặc vuông ở đây là ý là option, tùy chọn thôi nha. Rồi, như vậy thì ở dưới này các bạn thấy một cái ví dụ. Ở đây tôi có một cái định nghĩa enum. Color là một kiểu enum, trong đó cái color này có thể nhận các cái giá trị như là red, orange, yellow, green, blue, violet. Được không nào? Như vậy lúc này tôi có thể khai báo một cái biến C kiểu là color, và tôi gán cho nó một cái giá trị là yellow. Như vậy các bạn thấy cái sự tiện lợi chỗ này là thay vì tôi nhớ một cái mã cụ thể nào đó của cái màu vàng yellow, thì lúc này tôi xài thẳng cái tên của nó. Như vậy cái việc lập trình sẽ giúp cho các bạn đỡ sai sót hơn rất là nhiều, và hơn nữa là cái code của các bạn sẽ rất là dễ đọc ha. Rồi, thì khi các bạn in ra cái giá trị ở đây thì các bạn đoán coi cái giá trị chúng ta in ra sẽ là giá trị gì. Thì các bạn muốn biết cái giá trị mà các bạn lưu ở trong cái biến C này là giá trị gì, thì các bạn phải biết cái quy tắc của cái kiểu enum này. Quy tắc quan trọng đầu tiên mà các bạn cần nhớ là khi các bạn khai báo một danh mục các tên, thì cái giá trị đầu tiên mà các bạn khai báo trong cái danh mục này được gán cho là 0. Hả? Và những cái giá trị tiếp theo sẽ bằng cái giá trị trước đó cộng thêm 1. Như vậy orange lúc này sẽ bằng red cộng 1, tức là 1. Yellow sẽ bằng 2. Green là 3, 4, 5. Như vậy bạn in ra màn hình thì lúc này trên màn hình của các bạn nè, nó không xuất ra cái chữ yellow đâu. Bởi vì yellow chẳng qua là một cái tên gợi nhớ chứ không phải là một giá trị, không phải là một chuỗi. Do đó cái xuất ra màn hình lúc này của các bạn sẽ không phải là chữ yellow mà là số 2. Được chưa nào? Đó là cái quy tắc cơ bản đầu tiên. Như vậy đối với kiểu dữ liệu enum này các bạn có thể làm gì? Các bạn có thể khai báo các cái tên của kiểu dữ liệu đi kèm với cái giá trị tương ứng mà các bạn mong muốn.
Như vậy không chỉ đơn giản là các bạn khai báo một danh mục các tên và các bạn không có quyền điều khiển cái giá trị của nó, mà thực sự là các bạn có quyền gán cho nó những giá trị cụ thể. Ví dụ như trong trường hợp này, tôi có thể gán cái red là trừ 1, orange là 2, yellow là 8, green là 3, và blue tôi không muốn gán giá trị, violet tôi không muốn gán giá trị. Như vậy lúc này nếu như tôi gán C là blue thì các bạn nhớ cái quy tắc mà tôi nói hồi nãy, là cái giá trị mà bạn không gán á, cho cái tên này á, nó sẽ được lấy bằng cái giá trị trước đó cộng thêm 1. Như vậy blue lúc này của các bạn sẽ là 4 và violet sẽ là 5. Ha? Như vậy lúc này các bạn xuất ra cái giá trị trên C, các bạn sẽ thấy giá trị ở đây là 4. Ha? Rồi. Thì cái này nó khá là phổ biến. Thí dụ như tôi dùng cái kiểu enum này cho các biến cờ hoặc là các biến định danh màu sắc. Ví dụ như đối với tôi thì cái màu đỏ, nếu như tôi xài cái hệ màu red, green, blue thì màu đỏ của tôi sẽ trông như thế này, 0x. Nếu như các bạn quen thuộc với các cái mã giá trị thập lục phân thì nó sẽ trông như thế này, 0, 0, 0, 0, F, R, nè. Dạ, FF. Chưa? Thật ra là tôi đang viết có 3 byte thôi, nhưng mà đúng ra là phải viết 4 byte. Thí dụ như yellow mà viết trên hệ màu RGB của hệ thập lục phân nó sẽ là 0x. Màu vàng là kết hợp của màu xanh dương với no, của màu xanh lá với lại màu đỏ. Do đó màu blue của các bạn sẽ là 0 và màu xanh lá với màu đỏ như vậy chỗ này sẽ là F, 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 F. Thì thật ra giới thiệu với các bạn cái này để cho các bạn để ý thôi, thỉnh thoảng sau này các bạn lập trình các bạn sẽ thấy cái chuyện mà sử dụng những cái mã màu red, green, blue nó xuất hiện khá nhiều và người ta thường viết ở dạng thập lục phân để cho các bạn dễ kiểm soát. Ví dụ như trong trường hợp này là cái bài này là 255, bài này là 255 ha. Rồi thì các bạn chú ý thêm ha. Thật ra thì trong C++ cũng như các ngôn ngữ khác mà có hỗ trợ kiểu dữ liệu enum này á thì chúng ta cũng dùng khá là nhiều, bởi vì nó tiện lợi trong cái việc quản lý. Ví dụ như các bạn thấy trong những cái ví dụ như thế này ha. Thì nếu như các bạn muốn dùng enum cho cờ thì cũng dễ thôi. Ví dụ như trong trường hợp này tôi sử dụng cái cờ bold là giá trị 1, italic là giá trị 2, underline giá trị 4. Cái này sẽ tương ứng với ba cái bit, bit số 0, bit số 1 và bit số 2 ha. Và các bạn có thể dùng cái phép toán trên bit để các bạn kết hợp hai cái cờ lại và các bạn lưu vào một cái biến nào đó. Và các bạn có thể lấy cái biến and để các bạn check coi cái cờ đó có được bật hay không. Thì tôi có nói với các bạn cái này một lần rồi, các bạn nên chú ý, các bạn sẽ xài cái này khá là nhiều. Nếu như các bạn không thích enum thì có một cái option khác trong trường hợp này, thì thông thường các cái người lập trình á, họ sẽ có những cái lựa chọn nhất định. Nếu như mà họ lựa chọn cái kiểu cờ á, dùng để lưu cờ thì thường họ sẽ không dùng enum đâu. Đa số những người lập trình mà chuyên nghiệp á, thì khi họ thiết kế các cái cờ họ sẽ không dùng enum mà họ sẽ dùng cái chỉ thị tiền xử lý là define. Ví dụ như là bold form là 1 và tiếp tục các bạn sẽ có define. Vâng vâng ha. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái việc mà xài cờ nó tương đối là phổ biến trong lập trình, nên là các bạn cũng chú ý ha. Rồi ngoài ra thì nói đến những cái chỉ thị điều khiển rẽ nhánh thì chúng ta cũng không thể quên được cái chỉ thị tiền xử lý. Cái này các bạn đã được thấy một lần rồi ha, cho nên là các bạn có thể không để ý, nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói một cách cụ thể hơn để cho các bạn biết những chỉ thị tiền xử lý mà rẽ nhánh như thế nào. Thì nó sẽ kết hợp những cái chỉ thị define, undefine với nhau, và đặc biệt ở đây các bạn sẽ thấy những chỉ thị tiền xử lý đặc biệt như là if define, if not define, else, else if, and if.
Và đương nhiên là sẽ có cái chỉ thị tiền xử lý là if luôn. Hả? Khá là nhiều. Tôi có thể viết một cái chỉ thị tiền xử lý như thế này. If A bằng 1 chẳng hạn. Tôi có thể viết như vậy cũng được luôn nha. Các bạn chú ý. Như vậy cái chỉ thị tiền xử lý mà các bạn có thể gặp trong thực tế tương đối là khá nhiều và liên quan tới xử lý điều kiện cũng rất là nhiều. Thông thường cái dạng mà các bạn hay gặp á, là dạng code như các bạn đang thấy đây, tôi giải thích sơ cho các bạn hiểu ha. Là ở trong cái đoạn ví dụ dưới này bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái lệnh chỉ thị tiền xử lý là if define và theo sau đó là một cái định danh là MSC version và một cái chỉ thị tiền xử lý khác là else và một cái chỉ thị tiền xử lý khác là anif. Như vậy ở đây nguyên một cái block từ if define cho tới anif này là một block của chỉ thị tiền xử lý. Như vậy trình biên dịch khi nó dịch tới đây nó sẽ làm gì? Nó sẽ check cái chỉ thị tiền xử lý đầu tiên là nếu như bạn đã có định nghĩa một cái định danh là MSC version, có nghĩa là bạn đang dịch cái code này trên môi trường Windows. Như vậy thì trình biên dịch sẽ dịch cái đoạn code này cho đến đây thôi. Được chưa? Và cái đoạn code này lúc dưới này nó sẽ bị disable, tức là không dịch. Hoàn toàn không xuất hiện trong cái quá trình biên dịch. Hay nói cách khác là trong cái quá trình tiền xử lý á, nếu như bạn dịch cái code này trên Windows thì cái code của bạn lúc này sẽ chuyển thành, sau quá trình tiền xử lý ha, nó sẽ chuyển thành full float a double b và return a nhân cho 3.14159 trừ sqrt của b nhân a. Ok, và nhưng mà giả sử như bạn đem cái code này, bạn cũng cái code này nha, bạn dịch qua bên phía Linux hoặc là Unix thì chuyện gì xảy ra? Cũng cái hàm đó in full float a thì trình biên dịch nó cũng dịch cho bạn thôi, nhưng mà nó sẽ dịch như thế này double b. Và thay vì cái câu lệnh trên thì lúc này nó sẽ bỏ cái câu lệnh trên đi và nó lấy cái câu lệnh dưới. Như vậy lúc này các bạn sẽ có cái dòng lệnh này đem xuống dưới ha, sẽ là return a nhân cho có nghĩa là gì? Các bạn tưởng tượng là khi các bạn làm việc trên một cái code mà phát triển đa nền tảng thì các bạn sẽ có thể viết code một lần thôi, nhưng mà các bạn đem nó đi dịch ở nhiều cái hệ điều hành khác nhau và tùy vào những cái option mà các bạn chọn thì nó sẽ dịch ra cái code đúng trên cái hệ điều hành đó. Thì đây là một cái đặc điểm rất là quan trọng và nó giúp ích nhiều trong cái quá trình phát triển của các bạn. Cái này không chỉ là nói về hệ điều hành mà còn liên quan đến những cái cấu hình nữa. Ví dụ như thỉnh thoảng tôi có một cái nhu cầu là tôi muốn viết cái code của tôi chạy trong cái cấu hình A thì tôi để cái code bình thường. Nhưng mà giả sử như chương trình của tôi bị lỗi thì tôi muốn chạy ở cái chế độ debug, như vậy tôi sẽ switch cái chương trình của tôi qua cái chế độ debug và tôi biên dịch lại. Như vậy tôi sẽ không phải viết lại code, nhưng mà lúc này tôi sẽ có thêm những cái đoạn code để in ra những cái thông báo lỗi hoặc giá trị của biến để tôi biết là chỗ nào nó chạy sai để biết lỗi mà debug ha. Thì đó là cái chỗ mà các bạn sẽ tận dụng những cái chỉ thị tiền xử lý if else này ha, khá là nhiều. Và tôi nghĩ là các bạn nên nên tập dần để quen với cái chỉ thị tiền xử lý này. Một cái phổ biến nữa mà các bạn sẽ thấy rất nhiều trong những chỉ thị tiền xử lý này đó là dùng để làm việc với thư viện. Giả sử như các bạn cần tạo một cái thư viện nào đó, ví dụ như thư viện của riêng bạn. Thì thông thường nếu như các bạn tạo thư viện dùng những cái trình soạn thảo của IDE
của Windows như Visual Studio hay là các bạn xài một một số hệ thống thì đa số họ sẽ dùng cái chỉ thị tiền xử lý là Pragma Once này. Có nghĩa là nó sẽ include cái nội dung của cái file thư viện này một lần thôi. Hả? Nhưng mà đối với những cái hệ thống khác thì điều này chưa chắc. Thì cái cách an toàn hơn và gọi là chính quy hơn mà thường được sử dụng đó là gì? Tôi sẽ dùng cái chỉ thị tiền xử lý này. Tôi kiểm tra coi nếu chưa có định nghĩa ra cái định danh này, hả? Tôi sẽ đặt một cái định danh nào đó gọi là unique cho cái đặc trưng riêng của cái thư viện của tôi thôi, một cái tên đặc đặc trưng. Thì nếu như chưa định nghĩa cái tên này thì tôi sẽ định nghĩa cái tên này và theo sau đó là những cái thông tin của cái thư viện mà tôi muốn định nghĩa và NF. Hả? Như vậy hình dung là nếu như chỗ mà tôi include cái thư viện này rồi trong một cái file khác tôi include thư viện này và tôi lại include cái file khác đó vô trong cái chương trình này nữa, tức là tôi include cái thư viện này nhiều lần thì cái nội dung code của cái thư viện này chỉ được đưa vào trong cái code của các bạn đúng một lần mà thôi. Hả? Thì đó là một trong những đặc điểm rất là quan trọng của chỉ thị tiền xử lý mà các bạn thấy nó giúp ích rất nhiều cho cái quá trình phát triển. Các bạn cũng nên chú ý đến những vấn đề về những cái sức mạnh của macro mà tôi đã thảo luận trước đây, hy vọng là các bạn có thể dùng được ha. Thì macro cung cấp cho các bạn khá nhiều cái tính uyển chuyển trong lập trình cũng như là nó là một cái công cụ được cộng đồng mã nguồn mở được xài rất là nhiều ha. Và ngoài ra thì khi các bạn code cái này tôi nhắc thêm thôi là các bạn nên chú ý về cái chuyện là lùi đầu dòng, tại vì lùi đầu dòng là cái cách để các bạn biết là cái code đó nó nằm ở chung một cái tầm vực nên bạn sẽ dễ kiểm soát nó hơn và cái code của bạn nhìn cũng đẹp hơn và người khác đọc cũng dễ hơn ha. Rồi, đó là những thứ mà các bạn nên chú ý trong cái phần cơ bản này.